Các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đợt hàng mới nhất về trong tháng 5 của Tây Viên ha. Thì đợt này sẽ về gồm những cái gì? Mình về bình router. Hàng này nhập từ trực tiếp từ nhà kho của Elu ha. Thấy kho Elu, nguyên đài nguyên kiện. Tem chưa xé luôn. Giờ mình sẽ khui thử ra coi. Đó, nguyên đài nguyên kiện rất là đẹp ha. Bình đờ đờ cực kỳ đẹp. Rất đẹp. Tiếp theo là mình về talon. Cái này cũng nguyên đài nguyên kiện luôn. Đó. Rất là đẹp. Đây mà có gì nè. Khóa thâm. Amplify xanh tím amplify trắng amplify blue ha. Đây có Abyssin nè, V2, khá là đẹp. À, 52 rút. Pin tây 1800 ha. Tally Ho Viper. Ignite ha. Kirby về lại Kirby bán khá chạy ha. Arken trắng và đen ha. Đẹp. Knight, Gold Knight. Đem về lại Revo ha. Revo này bán khá chạy. Metalus. Dòng này khá là nổi tiếng.
mình sẽ pha thêm 2 set Galaxy ha. Xe rất là đẹp. Xe rất là đẹp. Keeper. À, Hustler ha. Row House, Cipher với lại SLB. Rồi, đây là hết rồi ha. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi ha. Tạm biệt, hẹn gặp lại.